là chưa tôi nói thế này, À. tôi là hút thuốc là nói chung là từ 18 tuổi mà lên, mà tôi giờ thuốc là chỉ cái nghỉ ní á, Anh nghỉ. thân nghỉ mà tôi là chưa là tôi đã bỏ hẳn là 7-8 năm rồi đây, chưa tôi giờ cái đợt thuốc mà chưa người tôi khỏe đây đây, Cái thuốc thì thấy sức khỏe của mình như thế thì nào? mình tăng lên 5 cân, 6, 4 5 cân đó, À vì dạ. thế là chưa là tôi là thiệt, Và mình nói hiện chung tại là hiện buổi tại là sáng có á, tôi nói về là trong trong cuộc sống là biết đi, mình đã hút thuốc là buổi sáng là mình hạt rồi, mà chưa đấy là mình buổi sáng là cái ho hết luôn, hắn ra cái gì hết À để dạ, trong như người vậy thuốc là có nghỉ nữa á, hắn rất hay ho. nếu như bạn đang là người trực tiếp hút thuốc lá hoặc trong gia đình có người thân hút thuốc thì đây là bài thuốc cai thuốc lá rất bổ ích, giúp bạn hoặc người thân của mình có thể trị dứt điểm cai thuốc lá thành công chỉ sau 5 đến 7 ngày. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website caithuocthanhnghi.vn hoặc liên hệ theo số hotline 0976 830 787 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, khắc tinh của thuốc lá, mang niềm vui đến mọi nhà.